là khi mà làm cái khăn này á, thì nó dư ra một nhúm này, người ta cắt từng màu trong đây thì nó sẽ có đường khăn như vậy nè. Chúng ta sẽ cắt ra nha. À, đây là cái hàng tặng, mua là chỉ có 5 cái khăn, 5 cái khăn mà 100 ngàn thì bao nhiêu một cái khăn? 20 ngàn Ba chục cả ngàn cái thôi. Rồi sau được tặng cái này là hàng miễn phí nha, được tặng mấy cái khăn này để có thể lau chén này, tha hồ lau luôn rồi không đến. Thấy chưa, thấy đẹp không? Quá đẹp quá hả. Nó dọc con gấu trong đây đó mà, 5 màu nha. Sẽ phân định cái khăn nào để dùng cái khăn nào. Rồi cho mở này cho mọi người nè, nó dán một miếng keo ở đây hả? miễn phí á Thì keo miễn phí hả? Khăn nào cũng thấy thôi, nhớ bấm nút nha. miễn phí á xíu vậy chút xíu vậy Không sao hết rồi, chứ nó phí gì. trời Giờ quấn tập mà chơi hàng quấn dưới được 20 ngàn má, 20 ngàn vậy là được rồi. quấn mà chơi hàng hàng Cái gì? quấn mà chơi người à chơi người à Không, đây là để tắm chứ. Khăn đi tắm thì nó mỏng mỏng dày dặn, nó nhanh khô, chứ khăn đi dày quá. Khăn còn lâu nha. Hồi cứ xem cái clip này, nó không quảng cáo là tặng 5 cái khăn đó, chứ thấy mấy cái clip khác á, nó bán mấy chỗ khác là 125 con cá lận là nó mới tặng cái khăn đó, mà đây là mỗi 100 là rẻ nhất á, còn đa số chỗ nào cũng 125, 150 một tiếng này. Làm kỹ quá ha. Okay. Okay, đi mẹ.